so sánh trong 5 năm trở lại đây, quý 1 năm 2019 có số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất. Trong quý 1 có gần 15.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hơn 4.100 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 23,9% so với cùng kỳ. Cũng theo Tổng cục thống kê, có 33,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm nay tốt hơn quý trước. 25,8% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn và 40,5% số doanh nghiệp khẳng định sản xuất kinh doanh ổn định.